Số tài sản bị mất trị giá 2 tỷ đồng. Không có dấu hiệu đột nhập. Hung thủ là một trong số người trong gia đình. Tội bệnh nặng, không ngờ. Báo cáo. Tìm thấy vật chứng. Đây là một chiếc nắp. Nó thuộc về cậu Út. Người có chiếc lọ xịt mũi cũng bị mất nắp. Chiếc áo của tên trộm xác định cũng là của cậu Út. Hắn chính là hung thủ. Mẹ thấy bộ mặt thật của nó chưa? Giải đi. Đi. Không phải tôi. Khoan. Mọi bằng chứng đều quá dễ dàng. Đây là điểm kỳ lạ. Người bị xoang thường xuyên phải xịt. Ở đây không hề có dấu vân tay. Có người cố ý để nó ở đó. Ai lại mặc áo quen thuộc của mình đi trộm tiền mà ở căn phòng đó lại có camera? Khi biết mẹ mình ung thư, thời gian không còn nhiều. Đây là cách để hắn độc chiếm thừa kế. Hung thủ chính là anh. Con xin lỗi.